rửa tay đúng cách với dung dịch rửa tay có cồn. Khi không có xà phòng và nước sạch, có thể rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn. 6 bước rửa tay. Thời gian rửa tay tối thiểu là 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5, 6 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Bước 1. Lấy dung dịch rửa tay có cồn vào trong lòng bàn tay, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch ngón tay cái. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, để tay khô tự nhiên. Không cần tráng lại tay bằng nước, không cần lau khô tay.